cầu cực kỳ kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ và rất nhiều hiện tượng. Tôi nhìn thấy rất nhiều nước, tôi nhìn thấy rất nhiều lửa và tôi cũng nhìn thấy rất nhiều âm thanh. Và lại có kính thưa tất cả các chiến hữu là riders trên toàn quốc, kính thưa tất cả những người bạn, các chị, các mẹ, các người bạn, các anh em, đây là những con người đại diện có thể nói là xuất sắc nhất của Hawk Việt Nam. Chúng ta không còn là Hawk Hà Nội hay là Hawk Hồ Chí Minh nữa, đây là, chúng ta gọi là gì anh em, đây là Hawk Việt Nam. Nhạc lên đi em, nhạc lên. Là tất cả các rider Sài Gòn Hawk.